Sóc Bình trao nụ hôn tình tứ trước sự chứng kiến của gia đình. Cả vợ chồng thoải mái thể hiện tình cảm, đan tay và hôn nhau trong tiếng vỗ tay của mọi người. Ngày 26 tháng 7, lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Sóc Bình đã diễn ra tại Phủ Lý, Hà Lam. Khoảng 11 giờ 15 phút, nhà trai đã đến tư gia. Chú rể Nguyễn Hòa Bình được gia đình khen trẻ trung phong độ khi mặc vest do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế và thực hiện riêng. Anh tỏ ra căng thẳng hồi hộp trước giờ đón dâu, ra hiệu cảm ơn khi được bạn bè cô dâu cổ vũ. Phương Oanh diện áo dài đỏ, họa tiết hoa sen rạng rỡ trong ngày trọng đại. Giữa thời tiết nắng nóng, cả hai đổ mồ hôi, Sóc Bình liên tục dùng khăn giấy lau mồ hôi cho vợ. Cả vợ chồng đan tay hôn nhau trong tiếng vỗ tay của hai họ. Cặp đôi trao nhau những cử chỉ tình tứ và nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của người thân. Ngay sau lễ ăn hỏi thì lễ xin dâu cũng được diễn ra. Cô dâu thay một chiếc áo dài màu trắng kết hợp khăn voan, tôn vẻ thanh lịch dịu dàng. Bà Kim Hòa, mẹ chú rể cho biết rất vui mừng khi có con dâu là...